Đây, bây giờ trên bước hành trình là đi tìm một bà 90 tuổi làm từ thiện. Bà nói bà mới có 90 tuổi à. Thì ra bà đi tìm mấy ngày nay mà bà đi lụm ve chai. Nhưng mà bà tìm mình không gặp, bây giờ mình đi tìm bà. Thử phái đoàn đi tìm. Đó, bây giờ bắt đầu là từ cái nhà ông Xu đi ra nè. Chạy xuống cái nhà của cái bà già 90 tuổi đó. Hồi xưa thì thật ra thì bà cũng còn trẻ, bà đi tu. Rồi cái trường hợp học thức của bà nó cũng không được mấy gì giỏi lắm, cho nên là sau khi tiếp thu rồi thì nhà dòng có đưa bà xuống ở trại heo cho bà nuôi heo cho nhà dòng. Rồi sau đó họ nói rằng là không có đủ kinh phí để mà chi cho toàn bộ những cái người tu sĩ á, thành ra mới giải thể về một số, có nghĩa là cho về nhà vậy thôi chứ không phải là đuổi. Nhưng mà mấy năm qua thì bà già quá, bà không có lớn tuổi, bà không có cái đường sống á. Nghe nói là bà đi lụm ve chai, bà đi kiếm mình cũng 3-4 buổi chiều rồi, buổi sáng rồi. Nhưng mà cái lúc đó mình không có lọ chỗ mộ nên mộ ông già bà già đó. Nhưng mà lúc đó mình không có ở đó, thành ra bây giờ mình nghe cái tin đó mình cử một phái đoàn đi kiếm, đi kiếm bà để ít nhiều mình có thể là giúp cho bà để cho bà sống qua ngày. Đại khái là vì bà già quá, 90 tuổi mà. Mình bây giờ cũng thể 70 mấy tuổi nhưng mà mình cảm thấy rằng mình còn yếu đuối nữa mà hà tất gì cái người 90 tuổi phải không? Vậy là mình bắt đầu là có cái cảm xúc rất là tội nghiệp bà. Bà này là bà tên bà Sớm. Bà Sớm con của ông Sáu Trạch. Sáu Trạch hồi xưa đó thì cũng bạn bè của ông già mình. Nhưng mà bây giờ thì ổng mất rồi. Còn lại bà Sớm, bà Sữa. Anh hai em Trạch còn sống không em? Ông thứ hai cũng còn sống, bà này bà ba chắc là bà Sớm. Sớm rồi mới Tư Sữa hả? Sớm Sữa rồi mới Sen. Bà Sen cũng đâu có chồng hả? Đây cái đường hành trình từ Hòa Hinh đi xuống Hòa Thượng.
con dẫn mũi nha. Xuống đây cho bà xã với bà hai nhìn thấy cái nền mộ của ông già cái rồi ở ra mình đi xuống cái nhà của bà. Nhà của bà sớm đó, lại mình nhìn cái rồi mình đi thôi chứ đâu có ở đây chi lâu đó. Đây là cái nền mộ của ông già bà già mới vừa làm xong rồi chiều nay mấy mới đây nứt nữa trời. Ở dưới hai cái này nó khô nóng ha. Dạ đây là ông nội ha, còn đây là bà nội. Đây hãy nhìn kỹ coi nè, ngày tháng năm sinh rồi đây nha. Đây là ông nội. Ở đây thì chỉ có là một ông nội bà nội là coi như độc nhất vô nhị coi, không có ai dùng cái đá hoa cương của mình hết. Những cái thứ này mình thấy về cho nó là gạch mỏng, nó không phải là đá hoa cương, còn của mình đá hoa cương rất là dày. Ở đây là độc nhất vô nhị luôn á chị, như là không còn ai. Chị Tư bà ngoại thì mép bên kia, bà ngoại nằm mép bển. Bờ mấy cái này nó nứt hết trơn rồi chị, mới sửa lại nè, bây giờ nó cứng nhắc luôn, nó đặc sệt luôn, coi như làm lại là nhìn thấy là mình an toàn 100% luôn đó. Nhưng mà không biết sau này nữa, 5 năm 10 năm nữa thì không biết nó cái đất ừ, gì khác hơn nữa thì mình không biết. Nhưng mà nó chắc cái gì nó bay cái ống hả hả Dượng? Nó bay cái ống hả? Không phải, cái cho nhà ấy đốt rồi lấy quẹt bỏ lại sẵn. Okay. Có đồ để quẹt đó, rồi sau này ai có lợi đốt nha thì mở ra quẹt, có quẹt sẵn luôn. Nó có đồ nghề đó. Bây giờ mình đâu có ở cái này trực tiếp được. Dưỡng nó làm một ống gì là anh để bên bà ngoại rồi. Nãy anh cũng qua bển anh đốt rồi. Giờ trong đó có quẹt luôn á. Là có quẹt luôn sẵn. Người ta lại ta nhìn thấy người ta biết liền ha. Khỏi thôi. Đây. Đây cho cơ hội đốt cho ông già ăn cây nha, bà già ăn cây nha. Đây đây nè, đây nè, đây nè. Tôi chơi nguyên chùm luôn. Đây đây đây, bình hai cây nữa. Bình ơi. Đây cho mày hai cây, mày ra mày xá ông chín bà chín cái phù hộ mày năm nay trúng tờ đi. Năm tới trúng tờ nữa. Đó. Này, tụi con đây là những người coi như là đến để mà viếng mộ cha mẹ ở đây. Rồi không biết là con già rồi, không biết là chừng nào con mới về được nữa. Thì khi nào về được thì hay chuyện đó thôi. Chứ còn bây giờ thì không có ác chắc là chừng nào. Cha mẹ ở đây phù hộ cho tất cả mọi người ở đây. Đó, bà con, cô bác mà ai tới đây mà đốt cho cha mẹ ăn cái nhang thì phù hộ cho anh ta. Lên. Đó, sau khi đốt nhang ở đây cho ông già bà già rồi mới đi tìm nhà của bà xóm. Bà xóm thì cũng lớn tuổi quá, thành ra mình nghe bà đi tìm mình cũng rất là xúc động. Rồi lên đi em. Hả? Đốt bà ngoại hả? Ok ok, đi. Đi. Có nhang có đèn hết. Đi. Rồi lên ngồi đi. Thank you.
Vô đi, vô đi, vô đi. Đây là bà ngoại. Bà ngoại, bà dì vợ tôi nè. Hả? Không có, cái này là bà dì vợ tôi á. Đây là má của vợ tôi. Đó, đây là ông ngoại thì nằm, em nói trễ nằm ở nhà mộ là... Đây là mộ của bà. Này má em nằm trong đó. Bà ngoại. Ha. Bây giờ tụi con kéo cả đoàn phái đoàn Mỹ về tới đây thăm má nè. Nghĩa là Mỹ có, Việt có, Mỹ Lai có, đủ thứ tùm lum la. Mong má phù hộ cho tất cả mọi người, bạn bè của con được mạnh giỏi nha. An khang là thịnh vượng ha. Rồi lên nè, Bình Nhan ở sao nè, Bình Nhan sao nè. Rồi đây nè, ở đây thì đốt nhan sao nó không có làm dính, nhưng mà bây giờ mình lấy lên được nè. Ok. Đúng rồi, mình để đây đi, mình đốt nha. Không. Đó. Ok, bây giờ tất cả mọi người thân của con ở đây về đốt cho má cây nhang. Mong má coi như là phù hộ cho tụi con mình giỏi để còn có thể trở về đây được thăm má nữa. Rồi cũng mong phù hộ cho những người thân của con ở bên này. Nếu mà con ngon cho tờ giấy số đi, trúng đi, trúng lục đát đi. Rồi con về coi như mỗi năm thăm má luôn, phải không? Trúng lục đát đi, về bển mà con trúng lô tô một cái là dữ ạ. Ừ. Trúng ở bên Mỹ một cái là kêu bằng dữ dằn lắm á. À, má cho con trúng 7 lần đi, kệ đi. Một lần thôi. Không. Không cần lần thứ hai nha. Đây là bạn của vợ con này nha. Cắm cho đó, đây là cháu nội của má đó. Đây nè, ông xui con nè. Con cũng khổ luôn. Rồi còn hết rồi hả? Ok. Đó. Rồi, đi. Đó. Vậy là phải biết thì sáng đêm khi con làm ở đây sáng trời lên chút xíu thôi. Ừ. Không sao, cái đó để mình tính sau để về tối nay coi. Rồi tối nay mình mới bàn kế hoạch coi. Nếu trường hợp như thấy không ổn thì kêu cái thằng thợ nó dán keo mình trả tiền cho nó thôi, không có sao đâu. Mình kêu nó làm mình trả tiền mà, mình đâu có sợ thiếu nợ nó đâu. Keo của mình hình như là cũng còn đó. Nó có làm keo nhưng mà hình như nó không có được mấy gì ổn. Chắc phải bàn thảo với tụi nó coi cho đứa nào xuống dán keo một bữa mình trả tiền cho nó dưỡng ha. Nó ăn bao nhiêu mình trả bao nhiêu à. Dạ. Vậy là dưỡng út đi với con thằng Bình. Được hả em? Rồi chị hai về nghỉ ngơi với Dũng đó nha. Tôi đi chút xíu tôi về. Okay.
bán 100 ký gạo đi, 1 triệu mấy, chạy đi lâu lâu mới cho bán lần. Nhà này hình như là nhà của thằng gì á, thằng gì con chị ba đó, biết thằng cặp gì đâu, biết nhỉ. Rồi trời nắng cũng đỡ quá, trời nắng nó mấy con lộ này mình chạy không chín xinh nữa. Rồi dưới này nhà người ta tùm lum hết trơn em ơi. Đây nè, con đây đâu đây nè. Phải không? Không phải đâu. Bích đường rồi. Con lần xưa em đi người ta kéo dây chì bích đường em hết đi rồi. Em chạy xe xịn không em? Được, được chứ, được. Cái chỉ nhà nào vậy? Nhà bà trời này mà bước đi qua đường nào. Ủa? Dòng lại đó coi có đường không? Được, được, được. Thử coi. Thử coi không được mình lỡ thôi. Thì đi ra không được. Có thể vòng bên đó rồi vòng lại ngược lại không? Nhà đó, nhà đó hả? Phải có cái đường đi chứ. Thử thử tới nước coi nó sao. Đâu vậy chú chính ta? Xưa em đi á. Rồi không biết đường đó, có đường. Ở bên xã thì em mua đó mà không ăn cái gì. Dòng lại vườn đi. Không ăn cái gì. Rồi em xuống, em bước. Em mua bên xã bạn á. Mai mới có nghe. Anh lui nha. Anh lui em ơi. Rồi em lên đi. Anh em bước xuống em cũng phải dòm cái xe anh chứ em. Ở sao có đôi khi anh nhìn không đó, anh sụp trúng em làm sao. Hôm nay thì không phải rồi, biết đường nó lũ vô. Đây hả? Vậy là mình đậu xe đợi đây hả? Rồi em bước xuống nè. Đậu xe. Em bước xuống anh luôn nha, mình đậu xe. Kỳ vậy ta. Ôi, hy vọng là tìm được cái nhà đó. Chắc ở đây hả? Dạ đây. Mà không có nuôi tôm nữa đây mà.
của anh Tráng hả? Chỉ cần hả? Chỉ rồi bà. Em là bà Sen đấy. Ừ. Nhắm thuốc hả? Thuốc tâm tha. Cháo bà. Ta thương quá trời. Vậy hả? Ta thương. Người cô cho người cháu. Mày bảo quá ha. Ủa cái đường này có lên xuống rồi lên mình nè. Chỉ là cái này hôm nay chắc con hai hả? Đúng không em? Em không nhớ chút gì ấn tượng chỗ này sao? Nhà ngon đó phải không? Nhà ngon đó em ơi. Nó đó đó đó. Đó. Đừng có đi trên đạc á. Trời ơi. Thì anh có hối em đâu? Hả? Ai hối vậy? Bà té bà đổ thừa hối bà. Chắc hình như không có đường luôn, bít đường luôn. Ồ, có đường ra nè. Ồ. Ừ. Thua luôn. Không biết ra nghe nhà ai. Hello. Nhìn có biết ai không? Cái này là bà Sen hả? Ủa? Út không? Vậy hả? Đi đâu vậy lạc vậy? Thì đi xuống đây mà. Vậy hả? Ừ, nhìn người đó coi ai vậy? Thì có đường ra được mà, biết ra đâu rồi. Ở đây ra nhà ai? Có đường ra nhà của Phán Cậy, biết Phán Cậy không? Ồ, Phán Cậy, ok, ok. Hả? Phải đi vô nhà người ta luôn, tới ra đây. Thì đi ra Phán Hiên này, đi qua nhà người ta. Đi chung chung với nhà người ta mới ra được hả? Không có chung mà ra qua mới ra. Vậy chứ cái đường đi cái Út Hùng. Cái Út Hùng, Út Hùng cái đường của người ta mà đi bả gà lấy bả gà. Bả gà là phải đi vô qua mấy người ta. Sao thịt thà đâu hết trơn vậy? Hả? Thịt thà đâu hết trơn rồi? Thịt thà nó rút hết trơn rồi. Ờ, nó thôi. Nhớ không? Nhớ. Bao nhiêu tuổi nè? Hả? Mợ có vậy hả? Mợ. Cái gì bả? Mợ chú ơi, nhà nhà ngon lành vậy đó hả? Đi qua nhà của nó mò đâu có, đi lại đây chứ nên đi nó mò. Ừ. Đi lại rồi, đi lại rồi. Ồ, để nhà thờ hả? Đi lại nhà thờ. Ủa sao thấy nhà thờ đâu có đọc kinh gì đâu? À, chiều 4 giờ rưỡi cái lễ cùng thôi. Mới đi vậy? Hả, chị ba mới đi hả? Mới đi mới rồi. Ờ, 4 giờ 15 nè. Thôi bây giờ về nè. Thôi để chút gặp chị ba đi. Vậy hả? Chút gặp chị ba hả? Vậy là mình lại nhà thờ mình đón nghe không? Nhà thờ. 4 giờ rưỡi mới bắt đầu đọc kinh. Dạ. Ừ, thôi để lặng gặp chị ba một chút, thăm bà một chút. Dạ. Ừ. Thăm Út Hùng mạnh giỏi chắc không? Trời ơi, mạnh giỏi mới tìm tới đây thăm nè. Ừ. Ừ. Trời, rồi ở chung với chị ba hả? Dạ. Ờ, rồi ba. Ba, chị em. Bà sửa ở đâu? Bà sửa mắt rồi. Ủa vậy hả? Ờ, bà sửa bà bị đi gan mới mắt rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Trời ơi. Đó, hai chị em ở đó. Ừ. Ừ. Nhà tình thương. Cũng... nghe nói là hai chị đi tìm tụi tôi. Chị đi vòng vòng ở ngoài á, chị hỏi thăm á. Dạ. Rồi tụi tôi cứ mắc đi công chuyện không có ở đó. Dạ. Rồi mới nghe nói vậy mới chạy đi. Chạy đi tìm. Dạ. Rồi nhờ Bình nó dẫn đi chứ đâu có biết đường đâu đi. Ở chỗ cùng đi qua nhà Nam On này hả? Không, đi lại đây. Đi đây hả? Rồi. Mà đi đường nào? Đậu xe bên đây. Đậu xe bên đó. Ừ. Đi đường này thì vô nhà người ta ai dám vô? Vô đại. Phá cổng mà đồ không? Vô đại có sao đâu. Nó kỳ lắm. Nhà người ta không đâu. Mình đi bậy bạ. Chứ bậy bạ gì nói cho tôi đi qua. Người quen thì không nói gì, người lạ người mặt người ta nói mình đi vô trộm cốt nó chết. Đi ra nhà ai? Cái này qua nhà. Phấn. Phấn Cậy á. Phấn Cậy á. Cũng đi ra lộ luôn. Thôi đi ra lộ đó. Bây giờ chắc chắn là chị hai ngoài nhà thờ phải không? Dạ. Ok. Đó chị ba hả? Dạ. Chị ba. Ờ chị ba đúng rồi chị ba. Anh hai rồi. Anh hai cũng khỏe ha? Dạ.
Anh hai ở nhà mày nói đó. Ờ, cũng khỏe ha. Dạ khỏe, mà khỏe mà nằm chỗ. Ờ, vậy hả, nằm rồi hả? Không có đi đi nổi. Yếu quá rồi, chín mấy rồi. Dạ, dạ, yếu rồi. Mấy rồi. Dạ. Chị ba còn 90 nữa hả? Không biết tám mấy ra 90 rồi, không biết không có gành ở phòng ơi. Dạ. Không có gành. Quên hết trơn hả? Quên tuổi hết rồi. Ơi, thôi vậy nè. Đang lát nữa gặp chị ba, tính chị ba bây giờ cho Út xem, gửi với Út xem ít gạo nha. Dạ, cảm ơn Út Hùng nhiều. Không có chi. Cảm ơn nữa, cho bạn nhiều nghe. À. Giờ bển làm ăn đây nghe, ở đây Út xem cầu nguyện cho. Con thấy cùng tuổi mà không cùng ăn không? Đất ruột. Ở đây không có làm gì, Út Hùng cầu nguyện cho Út Hùng mới làm. Okay. Có công ăn gì. Cảm ơn. Trời ơi, hết xương, hết thịt, hết gì đây. Thiếu ăn, Út Hùng ơi. Chú Út Hùng coi thế này có đất mà nuôi xuống không được. Dạ. Yeah. Chú ơi hỏi bà nói, không phải nói Út Hùng nghe. Chú ơi khổ sở. Ông phải cậy nè, hỏi xin nước đây nè, mà cuốc đường này qua đây. Ông không cho. Ừ. Ông không cho. Chứ không phải không cho. Rồi ông nói ông không cho, ông muốn cái miếng này mà Út Hùng hỏi chứ. Bây giờ bà giàu có vậy, bà mấy chục công vậy chứ phải mà nuôi bạc này nè. Bây giờ thôi gì nè, mình nghĩ được cái câu thôi. Bữa nay gặp Út Sen tôi không biết nói gì hơn. Bây giờ tôi chỉ nói với Út Sen một câu là vinh danh Thiên Chúa trên trời, phải không? Bình an với thế cho người thiện tâm. Thì bây giờ mình cố gắng mình sống lành, sống thiện, rồi tất cả mọi thứ nó qua hết. Dạ, dạ. Ờ, yên tâm. À, dạ, thầy cảm ơn Út Hùng. Chào hai bạn. Vậy ha, mình đi kiếm chị ba đêm thôi chị. Ba chỉ ra khỏi nhà thờ cái mình hết kiếm luôn á. Ok, vậy mạnh giỏi ha. Dạ. Ok. Cảm ơn nha, bạn nha, khỏe nha. Dạ. Đi ngoài rồi. Nhớ lời Út Hùng nói không? Ừ, ok. Yếu rồi, đi cái bờ vậy mà té đó. Ừ. Đó. Đang ăn á. Trời, cái này mà không có một bình thôi tao bí luôn, tao biết cái nhà nào mà tao tìm trời. Cái này là nuôi công nghiệp đó hả, nuôi công nghệ cao đó hả? Trời đất ơi. Lót cái bạc đó cũng nhiều tiền lắm mà hả Bình ha. Nếu mà vòng vòng đây làm thì cũng cỡ 500. Ừ. Cẩn thận chỗ này nha. Này vừa đạt không chơi. Bạc này nó trơn, nó tuột cái một là đi xuống dưới đó luôn đó. Ừ, để chổng khu ở đây luôn á. Hả? Chỗ này nè, cái nó tuột. Tuột hả? Tuột á, cái đó nó trơn á. Tuột á, nó trơn á, nó chạy xuống dưới đó luôn á. Lăn xuống dưới đó rồi cái là rồi đời luôn á, cúng á. Trời ơi, bây giờ thôi. Tìm không gặp chị Phước. Giờ gặp em chị Phước. Giờ tìm bả. Tìm cho bằng được bả, trở lại nhà thờ tìm. Ừ. Vậy đi. Vô ra bả mới được. Để gặp bả. Bả kẹt ở trong nhà thờ. Ok, ở lại bên đây mình giỏi ha. Dạ, dạ. Biết chừng nào mới gặp lại được đâu. Dạ. Ừ. Ngày sáng rồi. Dạ. Để dẫn ra, để anh dẫn ra cái đi. Biết ngày nào mới gặp nhau phải không? Rồi, cho lên. Thận từ từ nghe em, té một cái là thôi mạng luôn á. Té cái quê cái đổ thừa anh hối, anh hối nào chứ. Đi.
còn lái được cái này là em mừng đi chứ em. Mình cách móc anh chi nữa ha. Rắn lên lề làm sao mà rắn được. Mất dạy. Vừa đường cho nó chạy nó lại nó muốn lấn ngay mình luôn. Dũng nhìn bà xóm với bà sữa không biết bà nào nữa. Nhìn bà sen bí lù luôn. Vô con. Chắc bà trong nhà thờ chứ đâu. Trong nhà thờ đó. Không thấy hả? Không thấy thì bả vô phước á. Sao con? Hả? Con thấy con hả? Dạ. Chú kiếm gì? Chú đi kiếm ai chú? À, con thấy bà sớm á, bà sớm á. Bà sớm chưa bà tới. Chưa tới hả? Bà sớm chưa tới. Dạ cỡ khoảng thôi mọi người. Bà sớm, bà Sen á. Ê, mày lên đây coi nè. Bà Sen nói bà sớm ra đây rồi. Mọi người đi đâu vậy mọi người? Con có gặp không? Ở đây nè, bà sớm. Không thấy hả? Ồ, không thấy thôi. Hả? Bà là kinh ngoại á. Chưa bà vô. Nhìn coi có quen không? Hả? Nhìn coi có quen không? Có. Con không biết ai. Không biết hả? Sao bây giờ lại người này nhìn coi không biết ai không? Có ai vậy? Thì bây giờ từ từ đi tới coi nhìn coi biết người này không rồi xuống nhà tìm chị. Nghe nói là chị đi lại đây mấy lần rồi mà. Vậy hả? Dạ mà đi có bắt bỏ trầu không hả cha? Đi xuống không có đâu. Trời ơi, thù rổ dữ mấy nữa. Mình già cả trơn thù gì. Vậy hả? Đi xuống nhà rồi gặp gặp cô Sen. Vậy hả? Ừ. Không biết hả? Không biết hả? Lão quá không biết gì. Đây nè, nhìn người này có biết không? Nhìn người này chắc biết đó. Mở khẩu trang hả? Mở khẩu trang là ai vậy? Còn không biết nữa. Biết Út Tràng, con của bà Tư Kim không? Đúng vậy đó hả? Nó đó. Chứ mà đâu có biết nữa đâu. Cứ gặp Út Tràng nó ra làm sao. Nhớ Út Mừng không? Út Mừng. Chắc quên quá. Quên. Nói ra thì nhớ tên. Mấy chục năm rồi. Dạ. Mấy chục năm rồi. Năm mươi mấy năm rồi. Năm nhà môn vậy. Đâu có biết chưa? Tính rồi.
tính từ đi vô trong bà Xuân Hầu á, coi có ra làm sao, cái sợ người ta nói, và không dám đi. Bây giờ nè, nghe nói chị ba là đi kiếm tụi em không rài mà em không có được may mắn gặp chị. Đâu có biết hay đâu, hồi đi rồi biết mặt, bây giờ mấy chục năm rồi. Bây giờ nè, em kiếm chị nè, em lại kiếm chị cho chị 100 kg gạo được không? Chú ơi, cho nhiều quá lại làm không nổi, làm có 10 kg. Không có, em cho chị bằng tiền, chị mua ơn chị nha. Tôi cho chị 100 kg gạo làm sao chị giá. Rồi, rồi, vậy rồi, cảm ơn, cảm ơn. 100 kg gạo là 1.3 triệu phải không? Dạ. Đúng hả? Không biết. Không biết. 1 ký có 13.000. Dạ. Phải không? 10 kg thì 130 phải không? Dạ. Chú ơi, vậy. 100 kg là 1.3 triệu. Phải hả? Chú ơi, nãy giờ đâu có biết hay đâu. Dạ, không biết em được. Mấy chục năm rồi, không có biết. Thì mới có năm mấy năm gì chứ. Năm mấy năm mà bây giờ mớm sợ mà không nhìn không ra nữa. Hết biết rồi. Biết rồi, biết rồi. Em hiểu, em hiểu. Bây giờ em gửi cho chị 100 kg gạo nha. Dạ. Hồi nãy có cho cô Út sữa một chút xíu quà. Út sen, quên là sữa. Rồi cái này là nhiêu đây? Dạ, 1 triệu. Thôi ôi, biết riêng nữa con. Chú ơi, còn biết tiền dữ lắm. Ừ, còn biết tiền dữ lắm. Chú ơi, còn biết tiền dữ lắm. Ờ, không biết tiền rồi, rồi sao đi lượm mũ quể mỗi ngày á. Thì em nghe nói đó, em mới xúc động đó. Dạ, đúng dạ. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Ủa? Gì, 1, 100 ngàn, 200 ngàn, đây là 1.3 triệu phải không? Dạ. Hứa với chị là 100 kg gạo là cho 100 kg dạ, gạo. Dạ, cảm ơn, tội hơn 200 bò. Em còn có nhiêu để em sống qua ngày phải không? Chú trả công, chú ơi, sao thì cho ít ít rồi thôi để sống qua ngày đi. Thôi, bây giờ cái... Phần... Chú ơi, cho chị ít. Thôi, cảm ơn nhiều nha. Xin chú trả công cho. Trời, không sao hết, bị gì nè. Em nghe nói chị đi lụm dê chai. Ờ, lụm mũ chai. Rồi chị lụm chừng nào mới được 1 chục. Ờ, chú ơi, lụm cả tháng mới bán được có 200 ngàn à. Đó là bây giờ đi làm gì, đi xuống nước á, cắt lát á thì bị giọt bẻ rồi quéo giò chứ không lên. Rồi 100 kg gạo chị ăn được bao lâu nè, chị nói đi. À, ngày, rồi rồi ha. Ngày 1 ký á. Ngày 1 ký á, tính đi. Ăn 1 ngày 1 ký gạo. À. Ăn nhiều vậy? Chú ơi, ăn nhiều mới đi nổi không thôi chết ngay trò chung. Em ăn 1 ngày có nửa lon gạo mà chị ăn 1 ký dữ vậy? 1 ký mới đi nổi. Chú ơi, là gì chợ cò, mua đồ ăn. Rồi, đi được rồi, chứ không thôi chết mất tiêu rồi. Chị đi tự đi của chợ hả? Hả? Trời đất ơi. Đi chợ cò đạp xe tại chợ cò anh kìa em. Giấc này nha, không có thấy đường. Mà gì trời mờ mờ, sợ đụng ta là người ta đụng. Nè, nè, cất cho kỹ đi để em rớt tiền mất. Có túi hò không? Có túi hò, túi xe. Ừ, đâu, em coi coi. Ừ, đó, yên tâm rồi, đó, vậy là yên tâm rồi. Chú à, hết lòng xin chú trả công cho bội hậu. Dạ, cảm ơn chị. Chú nào giờ nói hoài, thằng nói con lên nó nói mà trở đầu chú Út Vàng, cái nó cháu ta không biết mà mày nói hoài. Hồi sáng này nó cũng nhắc nó thôi, bây giờ không có biết. Thiệt, nó xin lỗi chứ không có biết đâu. 40 năm rồi không có biết. Quên mất ha. Quên mất tiêu. Được cái khô tới. Chú ơi, bà Phước ở nhà, bỏ mặt khổ trang rồi bà ăn kiếm hỏi ai vậy? Ai mà biết tôi mà tôi không biết gì. Lột khổ trang lột kiếm ra coi, trời ơi tôi quen với bà mỗi ngày mà bà không biết tôi. Đó. Chú ơi, thôi xin Chúa trả công cho dạ, dạ, cảm ơn. Chị không biết nói gì về dạ, nữa. Cảm ơn chị. Nha, bữa hổm tụi em có bắt gạo ở đây mà không biết chị có lãnh được hay không. Có hả? Có được phần gạo. 50 kg gạo, 100 ngàn, những chai nước mắm. Đúng rồi. Ừ, vậy là được. Còn nhớ. Lắm lúc cũng quên một cái, hai cái. Dạ. Rồi hồi cũng nhớ chú ơi, thôi xin chú trả công cho nhiều. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Chú ơi. Không biết lần sau có gặp nữa không thì mà. Bởi vì cho nên em mới đi tìm chị nè. Vậy sao thôi, cảm ơn nhiều. Không có chi. Em nghe nói là mỗi buổi sáng chị đi lại chị lụm dưa chai gặp mấy đứa nó làm nè. Có mỗi buổi sáng là đi vô Đức Thánh rồi đi vô đó. Có bỏ chai uống nước rồi đó, lụm. Mới thì có ra nữa mà không có bỏ gì hết trơn. Không có gì hết trơn. Bởi cho nên em lụm rác hết trơn rồi. Em mới lại trở lên đây kiếm chị nè, sợ chị lụm không có chai. Thôi cảm ơn nhiều nha. Coi như thăm chị chút rồi em đi nha.
Có người đi chơi. Mướn người ta chở đó hả? Không, thằng cháu, thằng cháu. Cảm ơn. Thằng Binh á, thằng Binh chị Tư á. Chị Tư Hầu á. Dạ. Vô nhà con chậm rồi mà không biết. Ừ, không biết. Vô nhà Điền đó, vô trong nhà con đó. Ờ, vô nhà mọi thứ rồi. Rồi vậy là xong cái màn của chị sớm. Gặp bà cũng thấy bà rất là tội. Cho bà 100 cái gạo đó bà sắm qua ngày đi. Rồi ngày mai nó lại chào cha sở cái rồi đi về. Ổng đứng giờ mà ổng có khách kìa. Cái xã Ngọc Đông năm nay nó cũng bị để lỗ tùm lum tùm la hết, mình đã chạy vô nhà của Bình lại thăm chị Tư chút rồi hả về tỉnh. Ok, chào. Mình cũng nói vừa làm được một chút chuyện từ thiện đó mình. Dạ. Ừ, mình làm vậy là kêu bằng làm từ thiện đó. Dạ. Ừ. Ừ. Vô giả biệt Sài Gòn chút đi rồi. Ờ, bắt được gạo rồi nó cũng thấy cũng được rồi. Ok, cũng cảm ơn Chúa cho con được tội nguyện lo cái chuyện cho. Ok, vậy là chấm dứt máy ở đây rồi hẹn gặp lại. À, trong những cái chương trình tới ha. Đây nè, còn đây thêm bà nữa nè, đây nè, bà chị nè, chị thứ tư nè. Đó con. Dạ. Ừ. Ừ, đây nè chị Tư nè, đó. Thấy không? Bà này cũng 80 mấy, bà kia 90 đó. Bọn này cháu nó làm việc nè, thấy không? Má đây nè, má. Ok con.